Wow, trai đàn chẳng tế là bây giờ thiên hạ là chia phần sướng hôn, đã quá đã. Tâm ơi, đã cấm dùm dây điện trong đó dùm đi, ở trong cái hành lang á, chọc cái dây đi xuống á. Thầy Nguyễn Kỳ ơi, cái này của tao rồi. Ôi, quay hồi nãy là con thấy chú ba cầm cái gì mà đâu cầm này đâu, như cái kia kìa, bỏ thùng đó rồi, ta lấy thiên thùng luôn. Không rồi ông chịu khó ông mở giùm tôi cái đèn, tôi giữ cho mở bỏ hai cái đèn trước rồi cho nó sáng đi rồi. Đây tôi lấy rồi. Lấy rồi. Đây rồi. Ta đứng xí phần rồi. Thôi đủ rồi em. Đủ rồi. Thôi quá cái này của Hùng. Được rồi. Đủ rồi. Lấy cái đặc biệt này hả? Lấy nguyên cây đó luôn. Rồi đi từng cái một vài bánh đi. Rồi chìa khóa trong túi à. Để anh đứng anh quay phim coi. Rồi, thôi đủ rồi. Nhiều quá ăn có hết đâu. Cho ai? Từ đó giờ mới thấy nè. Thôi của ông Hùng mà. Trời đất ơi ông nội ơi. Cái đàn chẳng tới gì nguyên bao không ông nội. Đó, thấy chưa trời ơi, vui không? Ô cha thầy ơi, mỗi năm làm lần đi. Dạ hả? Dạ, chẳng tế này kia đâu mà lớn, lễ lớn mới trúng được. Thì năm lận lận tháng 7. Trời ơi. Vui quá là vui không? Mà ở bên Mỹ mình nó ít làm, ở Việt Nam làm nhiều lắm. À, miền Trung á người ta mới làm. Dạ. Cái này cũng quá hay luôn. À.